Một cuộc biểu tình không có khẩu hiệu hô vang, không hỗn loạn hay căng thẳng, mà chỉ có âm nhạc vui nhộn. Đó là không khí của biểu tình bằng nhạc jazz của nhóm sinh viên Tây Ban Nha về cuộc trưng cầu dân ý của Catalonia. Có lẽ âm nhạc giờ đây chính là liều thuốc hữu hiệu nhất làm dịu đi những căng thẳng chính trị tại đây. Tiếng nhạc jazz vui nhộn của hàng chục sinh viên âm nhạc trên đường phố Barcelona. Tiếng nhạc của họ thay cho tiếng nói về cuộc trưng cầu dân ý tách Catalonia khỏi Tây Ban Nha. Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, góp phần giảm bớt căng thẳng sau hành động bạo lực của cảnh sát với người tham gia biểu tình hôm 1 tháng 10.